Hello, chào mọi người nha. Đúng là may mắn thật là trên đường đi Sapa đó thì nó mưa tầm tã luôn, mưa mà không thấy đường thấy sáng luôn. Nhưng bây giờ mà khi mình lên tới Sapa rồi thì trời quang mây tạnh ha, như mọi người thấy ha, đứng ở ngoài thì mà nhìn xuống cảnh phía dưới ha, cảnh phía dưới rất là đẹp. Wow, đó mọi người thấy ha, trời quang mây tạnh. Đó, có thể nhìn phía xa xa kia là nhìn những cảnh quan rất là đẹp, mây sương mù bao phủ luôn. Bây giờ mình đợi xíu ăn trưa một tí xíu rồi sẽ có một cái tour du lịch. Đi theo tour thì mình sẽ đi thêm mà cố gắng quay ha, hạn chế tại vì trời mưa, nếu trời mưa thì mình không thể quay được bằng cái này ha. Rồi phía xa xa kia nó có cái khách sạn có cái view rất là đẹp, nhưng mà không biết sao, để thử đi ha, đẹp quá. Đây hiện tại mình đang đứng ở trên khách sạn thôi. Đó, phía nhìn phía xa xa kia có ruộng bậc thang. Đường lên trên Sapa thì khá là hiểm trở ha. Đó, hiện tại sơ sơ vậy thôi nha. Bây giờ thì đợi có vài người nữa đi cùng tour với mình, và mình đợi họ tới và mình cùng ăn trưa chung với họ ha. Đây, giờ vô đợi. Nay là hôm nay thứ mấy nhỉ? Thứ Hôm nay là sáu. thứ sáu. Mai, tối mai ở đây nó có chợ tình. Chợ tình Tây Bắc hả? Chợ tình Sapa. Chợ tình Sapa. Kiếm em nào qua đại đi ha. Là nội dung làm gì? Em nói chung là chợ tình giờ nó không phải như ngày xưa, chợ tình nó rắc chiếu nhau đâu, là bây giờ là nó ba kiểu múa khen, múa kiểu vớ vẩn để kiếm tiền ấy anh. Cái chương trình nó cả tổ chức ca nhạc ở đây. Các đưa dọc qua bãi rác ra. Dạ. Rồi. Tôi vẫn phải quan sát ra để phục vụ mình đó ạ. Đi gì thì ngủ luôn. Yeah, điểm check in của mấy 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 em đây có nhiều chỗ cũng check in lắm á. Hôm nay ở đây là chủ yếu là dân tộc gì vậy? Kinh nhiều ha, mông giờ thì kinh nhiều, giờ kinh nhiều rồi, giờ anh biết rồi, kinh doanh nhiều anh, kinh doanh nhiều. Nhà thờ đá ha, vâng, nhà thờ thứ bảy, nó làm lễ ai đi thứ bảy, mai, rồi tới sau hơn 15 phút leo núi tới chỗ ba đưa vé thôi. Chứ này không phải là gương ngựa gương leo, còn leo dốc nữa ha. Rồi tiếp tục hành trình, chỗ nào mệt nghỉ anh nhá, cứ đi đi phúc thí đi nhé, đâu đi cấp nào hết à. Đi ngày 1 mà không quen chứ. Đi ngày 2, ngày 3 bình thường. Bắt đầu tới ngày 2, ngày 3. Nè, tour có 3 anh em nè. Cầm thêm anh hướng dẫn nè. Rồi, cầm thêm anh hướng dẫn nè. Rồi, lên đây hết mùi khói. Mở trò quá. Cái tội bình thường không vận động. Có giờ động phải chịu thôi, tại vì thầy rồi nói gì làm biến nói gì cái gì nó quá đột ngột quá. Cho nên nó vậy thôi, với lại bản thân mình là ở dưới thấp đi lên vùng cao rồi nè, mình đi không khí oxy ít. Đúng rồi, cái áp sức mình chịu chưa nổi. Thế thì xanh xanh màu lá non. À nhé này. Còn lên trên núi nữa kìa. Leo từ núi đó sương mù.
hệ sinh thái trên núi. Ồ. Cây là cây môn. Cùng những nguồn nước. Ừ. Lớn gì luôn. Không, nhiều khi có thể là mình nói sai. Không phải đâu ha. Tại nó không có cái ôm nữa. Ừ. Nếu nguồn nước là phải cầm ở đâu ta? Nguồn nước nó đông bự vậy là nguồn nước nó. Như là nó không có cùi lõi á. Ừ. Nhưng kì... này thuộc họ Bạc Hà. Kêu Bạc Hà. Cùng một họ Bạc Hà. Hôm nay họ làm kiểu như từng khu ha. Có kinh doanh từng khu nữa. Mà chó à. Ê. Đó. You. Hey buddy. Nhốt thấy tội quá à. Chứ giờ không, nếu mở nó ra càng tội. Chứ thật hay chứ giả vậy ta? Ờ thiệt mà. Chứ giả nhốt, nhốt trò lầu lầu cái gì. Ừ. Ai chụp đi. Mình cứ thích vui phim thôi, chụp ảnh rồi tính sâu đi. Ho gì đây ta? Đôi. Đó. Ho đồng tiền ai? Ủa, đồng tiền ngộ rồi. Này ho chùm đất biết rồi. Hay vậy? Ho chùm đất. Đồ mãi. Hướng nào? Trái hay phải? Nghĩa là trái phải đều giống nhau. Thẳng luôn. Trái phải đều lên được đúng không ạ Tuấn? Bây giờ mình chọn nào. Wow. Ở đây nhờ thời tiết ẩm với lại mưa nhiều nó đóng rêu. Nhìn cái sinh thái nó xanh, nhìn nó gần gũi với thiên nhiên hơn. Đá đóng rồng rêu luôn ha. Hồi bữa đi Ninh Bình nó sương mù luôn, nguyên từ lúc mà từ Hà Nội bay lên đi lên tới Ninh Bình nó sương mù tràn lan luôn. Còn đây là sương mù ấy tự nhiên, còn kia là quan trọng là tháng nào chứ, mới bữa đi đó, bữa hai bữa trước mấy đâu. Mình chọn con giáp mình nhé. Tới hả? Mười tượng 12 con giáp. Con nào thì mình chụp con đấy. À, à kìa thấy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chụp với con dê trước đi. Con dê là con dê à? Con dê là của em à? Không phải thì chụp chung đấy. Cũng có hồ nước. 12 con giáp đây xem nào. Vâng. Đây là khu vực 12 con giáp. Dê bò. Mình lại đấy thôi, mình phải quay lại nhé, không đi tắt được lên đâu đấy. Anh mình có chụp ảnh chụp đấy, chụp cho nhé. Có ai cần chụp ảnh không? Thôi mình không cần đâu. Ừ, có ho màu gà nữa. Cái này trước quê trồng tuần đấy để nấu lợn. Con khỉ. Trâu chứ khỉ. Trâu chứ khỉ gì trời. Ồ cái nước nó chảy. Đốc rách. Nó vừa mưa xong rồi. Ờ. Ở trong này có ống nước hay sao nên làm. Đây con mèo đây. Con mèo. Trong con giáp mình đâu có con mèo đâu. À mèo với xây với thế con thỏ đúng rồi. Con rắn. Con gà. Con gà. Rắn. Mèo. Ôi trồng hoa 10 giờ nữa hả? Hoa 10 giờ đây lạ hay lớn, bông hoa lớn ghê luôn á. Ở đây nó có loại bông nhỏ, có loại bông to. Gà. Con gà. Tiếp đi. Ê có con heo nè, Trương Bát Giới dưới đây nè. Trương Bát Giới nè. Ai mà tuổi heo sướng mà.
heo, nhưng mà phải con heo hay phải theo con heo đực ấy. Bé rồng rồi. Rồng tuổi vương gia. Hey, cây lá đẹp ha, lá màu tím. Ngựa kìa, con ngựa của anh kìa. Đâu phải. Ở đây nè. Tú cầu. Qua tú cầu à? Ừ. Kìa, ta là Tô Lê Thánh. Ở rất là xa. Ngựa. Ngựa đây là ngựa đây nhảy dữ lắm nè. Người núi. Ngựa này là chở đi trên đá. Tiếng bị rừng. Không ý nó ngựa đây nè, ngựa đây nhảy dữ lắm nè. Ghê không? Ồ, sương mù ghê. Chị sợ lên sương mù quá, mình không chụp được ghê. Kệ đó. Kệ đó. Nếu mình cảm nhận người rồi. Còn xấu đẹp kệ đó. Tại trước mắt đã xấu rồi. Đây, ui rồi, hoa đẹp thế. Hôm nay hoa hơi đẹp đấy. Đó, đây là check in là nhức nách luôn à. Đây lên đây mà chụp ảnh cưới thôi rồi nha anh. Rồi. Nhức nách luôn. Sao lại giống người ngựa? Cảnh đẹp quá. Có mặt ở núi Hoàng Châu. Sapa nhìn cái nhá. Quá trời đẹp luôn. Ui trời hoa. Wow. Dạ. Cái này là hoa gì? Cái hoa này là hoa gì? Em quên mất tên. Đẹp. À, mọi người nhìn nè. Nhìn nè mọi người, cảnh đẹp quá. Cần. Wow, đẹp quá. Coi sương mù dày đặc luôn là không thấy có cái cây lớn lớn trên này. Cái đó là mây đấy. Thôi tạm dừng video đi. Anh thử không? Thử đi. Trơn lắm hả? Anh em cầm cho quay không? Quay, ở quay đang quay đó. Chưa nha. Vừa đưa con tiêu nhá. Thôi tôi quay đây luôn. Em cầm cho em đi. Trơn lắm. Lết. Cái đầu kia luôn. Tại cái dài của mình nó trơn cái nè. Ôi dày dày đó mà không được đâu, dày đó. Để cứng trơn như. Từ bởi định luôn á. Thôi, giật té chết. Té gãy tay vậy, chứ không giỡn đâu. Đây ho kêu ho gì ta? Bông này là bông gì anh? Không nhớ luôn. Cái ho này giống như kiểu nè, mình quay gần lại cho mọi người xem nè. Em quên mất rồi ấy. Sương mù. Đi anh ơi. Trên này còn nhiều hoa lắm, mình tao chụp bà. Nên trên này còn rất nhiều. Nè. Hoa đẹp không? Không, mình thấy cánh đồng hoa này đẹp nè. Chưa đẹp anh ạ, còn nhiều chỗ đẹp lắm, đi đi. Đây khác gì ở Đà Lạt đâu, Đà Lạt. Anh không chụp à? Anh có chụp không? Đây, cho mình tắm đây đi. Chụp thẳng hay là chụp quay? Chụp ngang vậy đó. Tiếp tục hành trình luôn. Này giống hồ cúc quá ta, đâu phải đâu. À, cũng dòng hồ cúc luôn ha. Chưa nở ha. Ê, quả lo kẹn kìa. Cái loại này là loại phun thuốc không cho nở. À, chị để búp, à, còn kia hồ cúc hướng dương. Còn dương. Nếu mà không thì hoa này thì nắng vài hôm kia nó nở hết. Nở hết là. Đây hoa đồng tiền như vừa nãy. Ô đây anh nhảy chân này có. Đây là bông hướng dương kìa. Đây có chữ Sapa này, à Sapa này. Sapa. Có anh nào muốn chụp thì bảo em chụp cho nhá. Sapa. Hello Sapa. Sapa nơi gặp gỡ của đất trời. Thường thường nó có nắng không? Hay là nếu thời tiết nó nắng nó sẽ đẹp hơn, có những thời tiết nó nắng.
nắng thì đẹp hơn nhá. Vâng. Còn nha, chị mà biết khách của em mà mời từ dưới nha, chị không bao giờ dám nhúng vào luôn. Ừ. Nói cho em biết thế. Chị đang không mời được cái tập thể buồn đây. Người ta đã bảo từ dưới nên đây chụp tập thể. Cái hoa thòng thòng xuống hoa gì thôi. Đúng người. Có 5 người mà gọi là tập thể à? Người ta có 21 người cơ. Nó giống con rồng một cái nào mà. Mình tiếp tục rồi. Mình tiếp tục đi lên trên này nhé. Tiếp tục lên đi. Tiếp tục. Bà này. Dạ? Yeah. Đây em thử. Hay gì mà? Hoa nó nở thòng. Cái này không đẹp bằng cây ở khách sạn anh ơi. Khách sạn chỗ nào? Anh ra đằng cuối nhà hàng ấy. Có mấy cây vừa đó tỉa đi, bây giờ nó ra bông, nguyên bông, đẹp lắm. Loa chuông. Nhưng phải lo kẻ hả? Đuôi chuông. Cái này là tự nhiên hay là trồng vậy? Cái gì anh? Mấy hoa đây này, hoa đó. Chắc là người ta trồng. Ừ. Cái bài cà đi. Dạ. Cái dây cá là sao? Châu cà đi. Này có sương mù mờ mờ ảo ảo. Đây nhìn xuống nè. Dạ, sương mù quá trời luôn kìa. Dạ. Trên kia nó có cái còn núi đá tảng nhìn. Lên tới đây là mây mù chân lối. Anh ngồi chỗ cái đan đất chứ nhá. À đây hả? Đúng rồi, cái đất ở trên bên trên chữa chốc hầm rồng ấy. Để chụp nó mới đẹp. Xin thưa với các bạn, lên đây là mây mù trước mặt mình luôn á, trước mặt mình này luôn này, trước mặt mình luôn á, không mây mù á, không thấy gì luôn. Chỗ này là sự tích ha. Này thú hồng hoang, khi mặt trời và đất còn ở gần nhau, một hôm hai anh em rồng và rồng xe xuống hạ giới ở phong cảnh hữu tình. Anh em mình tới xuống. Truyền thuyết kể rằng có hồng hoang. Đây là hang chui vào. Để qua sân mây là chúng ta thành tin đấy. Chúng ta không qua được cái không này có gì thay đổi là tí anh em đã có mặt ở trên trời. À, nếu nước, mà chúng nước, ta không nước nhiễu rồi không? Chúng ta sẽ không bao giờ thành tiên được. Chuyện nhỏ. Chuẩn bị trở thành tiên rồi đó. Wow. Này là giống như là đường lên tiên cảnh vậy đó. Đâu mây đâu? Mây đấy, trên mây đấy. Này cao hướng nữa. Đây là mình đứng chờ đây để về nó vào. Thế này nó mới có cảm giác này. Đi thôi. Nguy hiểm. Cứ nghiêng mặt ra thôi, đừng quay ngược lại. Thế. Rồi. Cái đường nào? Lên này ngay luôn. Anh em đang lên núi, bắt con núi về tối nhậu. Đi lên lên nữa đi. Đây là đường lên tiên cảnh nha. Lên nữa đi, lên nữa. Như con đỉa ấy. Không phải.
Núi này cơ mà. Vắt gì có vắt. Bây giờ đây làm gì có vắt. Đây đây đi núi này ạ. Vắt thôi. Núi này ha. Trời ơi, vắt tức là chụp hình với con sơn nữ. Đi xuống mà. Sơn nữ phải kìa. Đây này. Đây em chọn lối này. Chân dây rừng. Lối này không đi. Ồ. Ôi ơi. Chị Nga phát ý là em hứng cái giày được luôn đấy. Mày quá không cần sao mà. Không phải là gì đấy. Hứng giày mà là chị ngã hơi bị em luôn. Này là... Ôi trời, cô đá này anh nhìn thấy giống nó sắp đổ không? Ờ. Này, những cảm giác như kiểu cô đá này sắp ủ vững nhau. Nhưng mà không đổ đâu. Sao không tương tác? Này có cái thế thì giữ lại. Chúng tôi đã có mặt trên sân bay là cao nhất để nhìn xuống toàn cảnh thị trấn Sapa nha các bạn. Ồ, trên cao nhất luôn ha, của Sapa luôn ha. Ồ, dạ. Vậy là ok rồi đó. Cà phê đỉnh. Không. Đây là đây là sân bay anh ơi, để nhìn toàn cảnh Sapa anh nhá. Ờ. Chứ không phải là cao nhất anh nhá. Cao nhất là phải Pakistan. Ờ đúng rồi. Đi cẩn thận dễ té. Rồi. Nhưng mà mỗi tối hôm nay thời tiết nó hơi mây mù không nhìn thấy gì cả. Thôi rất tiếc là trời ơi. Rất tiếc là không thấy gì. Anh ơi lưu ý nhá, rơi đồ xuống dưới này không nhặt được đâu nhá. Mưa gió. Quay xuống, quay xuống, quay xuống. Chỗ này nè. Dạ. Trời có thấy gì về đâu trời. Chạy đi chụp máy cũng được. Đây là chúng ta đang lên trời mà. Trời không thấy gì luôn. Thời mây mù quá rồi thôi mưa nữa cho nên mình tắt camera không quay nữa.